Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình và Daae đã có thời gian ra ngoài đi chơi sau bao nhiêu ngày dịch. Thì bây giờ lại dịch nhiều hơn. mình sẽ ăn cái này đầu tiên. Rõ ràng vô ví nhưng mà giờ chúng mình sẽ vào tòa nhà này để chơi nha. Tại Daae thích đi chơi nên là mình dẫn Daae đi chơi một hôm. Mình chứng. Xin chứng. Cá chân. Đi kia ở tia. Ui, giật cả mình. Tiên quay mỏng đây. Ô, là gì? Chính chất kìa. Mình dám à. Thực ra đây là một cái chỗ trẻ con. Tay thích đi nên là mình mới dẫn đi thôi chứ. Xuân về Xuân. Thế sao? Kha. Mặt à. Kha. Thế sao? Nếu mà tông nhé.
hả? Quân mình khó sợ. Quân kêu. Thôi cho kia ăn ra. Chị mì sao? Wow. Chị xin. Wow, good. Ở đi cán lên đây. Ôi sợ. Đi rồi lại đi lại. Bực cái
vế mình không bỏ giày ra. Đi thẳng vắt vào luôn.